Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 18 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Mặc dù nhiều hồ đều dưới mực nước chết, song các giải pháp về nguồn nước vẫn đang được triển khai rất chậm chạp tại Bình Thuận. Câu chuyện của một làng cá ở Phú Yên với những tộc họ khuyến học đang có sức lan tỏa trong cộng đồng ngư dân. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng nay ngày 18 tháng 6, với đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016. Theo dự thảo nghị quyết năm 2016, Quốc hội sẽ tiến hành 3 kỳ họp với những điểm chính. Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 năm sau, tập trung việc tổng kết công tác cả nhiệm kỳ. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, diễn ra khoảng 20 ngày vào cuối tháng 7 năm 2016, tập trung làm công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước, xem xét báo cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2020. Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2016. Đây là thời điểm hoạt động của Quốc hội đi vào ổn định, tập trung các nội dung chính là kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động giám sát. Tại kỳ họp này, dự kiến tiến hành hoạt động chất vấn và giám sát một số chuyên đề. Đoàn các sĩ quan thuộc Trường Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh do Trung tướng Sandy Story dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm nhằm tìm hiểu thực tế hoạt động quốc phòng và những thách thức an ninh đang đặt ra đối với Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với Trung tướng Sandy Story cùng với Đại tá Tim Billow, tùy viên quốc phòng Anh tại Việt Nam về những kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo. Trước tiên, xin cảm ơn hai ông nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Trung tướng Sandy Story. Xin ông cho biết mục đích chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn các sĩ quan thuộc Trường Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia đến Việt Nam. Chuyến làm việc lần này của tôi tại Việt Nam là một phần thuộc chương trình học của Trường Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia dành cho các quan chức quân sự, quan chức chính phủ cấp cao đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cùng với 15 học viên đến từ 10 nước khác nhau, chúng tôi muốn hiểu hơn về cách mà Việt Nam tiếp cận, nhìn về các vấn đề của thế giới, những thách thức an ninh của Việt Nam hiện nay, tiềm năng để duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho khu vực, tiềm năng để tăng cường hợp tác chiến lược giữa các nước trong vấn đề này. Như ông vừa chia sẻ, một trong những mục đích của chuyến thăm là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng ở cấp chiến lược. Vậy đâu là những kế hoạch sẽ được triển khai để thực hiện mục tiêu này? Có 4 điểm theo tôi là nổi bật trong hợp tác quân sự giữa hai nước về quốc phòng. Tại Việt Nam, chúng tôi có tùy viên quốc phòng Anh, Đại tá Tim Billow đây, và vào thứ Ba vừa qua, một cán bộ cũng được cử sang giữ vị trí trợ lý cho Đại tá Tim Billow để tăng cường hơn nữa hoạt động liên lạc, phối hợp giữa đại diện quốc phòng Anh tại Việt Nam và các cơ quan liên quan tại Việt Nam. Thứ hai là về những hỗ trợ về mặt ngôn ngữ. Trong vòng 3 năm qua, chúng tôi đã cung cấp các khóa đào tạo tiếng Anh cho hơn 100 các sĩ quan quân đội của Việt Nam. Và chỉ riêng trong năm nay, con số này dự kiến là 72 sĩ quan. Chúng tôi cũng luôn dành những suất học ưu tiên tại Vương quốc Anh cho các cán bộ của Việt Nam. Và cuối cùng là lĩnh vực hàng hải. Tôi cho rằng đây là lĩnh vực quan trọng mà hai nước cần tập trung tăng cường hợp tác. Mới đây, hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về trao đổi các dữ liệu địa lý quan trọng. Với tất cả những điểm trên, tôi tin tưởng rằng hợp tác quân sự giữa hai nước trong tương lai sẽ còn phát triển tốt và hiệu quả hơn nữa, đem lại lợi ích cho cả hai bên. Thưa ông Tim Billow, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã có những hỗ trợ như thế nào để hiện thực hóa những kế hoạch hợp tác mà Trung tướng Sandy vừa chia sẻ? Là đại diện quốc phòng Anh tại Việt Nam, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên, ví dụ như việc trao đổi đoàn cấp cao, hỗ trợ việc đào tạo như Trung tướng Sandy Story vừa đề cập, thúc đẩy hợp tác thương mại trong nền công nghiệp quốc phòng. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi đối thoại, chia sẻ quan điểm về các vấn đề chiến lược nhằm từng ngày củng cố thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Một lần nữa xin cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm và các biện pháp được thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu khả quan khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố trong 6 tháng đầu năm nay có mức tăng cao. Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm có mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 10 năm gần đây. Dự kiến các đại biểu cũng sẽ bàn các biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường tháo gỡ khó khăn, nhất là khó khăn về vốn, mặt bằng và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp. Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã trở thành đơn vị tiên phong trong hoạt động mua lại doanh nghiệp nước ngoài thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu, chính thức nắm quyền sở hữu công ty Mars Noble của Mỹ thông qua công ty sở hữu nhà máy Ansen tại Quảng Đông Trung Quốc. Quá trình đàm phán diễn ra từ tháng 8 năm ngoái với chủ đầu tư là công ty Mars Noble thông qua phát hành 19 triệu cổ phiếu của Đức Long Gia Lai. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, ban lãnh đạo Mars Noble chính thức bàn giao quyền sở hữu công ty và nhà máy Ansen tại Quảng Đông Trung Quốc cho tập đoàn Đức Long Gia Lai chuyên sản xuất hệ thống đèn LED. Như vậy là tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ chính thức đầu tư vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử trong 3 năm tới và dự kiến sẽ xây dựng 3 công ty sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam. Thưa quý vị, 42 hồ đập trên toàn tỉnh Bình Thuận thì hiện mực nước ở nhiều hồ đều dưới mực nước chết, lượng nước chỉ còn khoảng 10%. Nhiều giải pháp về thủy lợi đưa nước đến vùng khô hạn đã được địa phương tính đến từ nhiều năm trước, nhưng đến giờ thì vẫn chưa thể triển khai hoặc với tiến độ rất chậm chạp. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại tỉnh Bình Thuận. Bỏ sen rồi bỏ đậu muống đó mà cấm người bắt cá đó, để ngay chỗ mấy chữ bắt cấm bắt cá mà bên đây coi như không có một hột nước nào. Nửa khóc nửa cừ, tới giờ mình thua ông trời. Tình cảnh của hàng triệu nông dân Bình Thuận, 24.000 hecta đất lúa chủ động không bố trí sản xuất từ đầu vụ hè thu, chờ mưa, ưu tiên nguồn nước cho người và gia súc. Với 34 triệu mét khối nước còn lại trên toàn bộ hệ thống hồ đập của tỉnh Bình Thuận, thì dù đã xác định tiêu chí là phải thực hiện việc tiết kiệm nước, thì cũng chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa thôi. Toàn bộ hệ thống nước ở trong các hồ đập này cũng sẽ cạn kiệt. Người dân thì đang chờ những cơn mưa để họ có thể tiếp tục sản xuất, nhưng họ mong chờ hơn cả những giải pháp lâu dài và bền vững để bà con có thể sống chung với hạn hán, để mọi hoạt động sản xuất không bị ngưng trệ như những ngày này. Huyện Hàm Tân, 35.000 hecta đất nông nghiệp, không có kênh dẫn nước, không có hồ thủy lợi, không mưa, dừng sản xuất. Dự án hệ thống kênh chuyển nước từ sông La Ngà thuộc huyện Tánh Linh, khu vực có nước về khu vực khô hạn phía nam tỉnh, được triển khai từ năm 2010. Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ, địa phương tự chủ 300 tỷ. Nhưng đến thời điểm này, mới 1/4 tuyến kênh được hoàn thành. Vương là thiếu tiền thôi, thiếu tiền. Ví dụ như sắp tới vừa rồi ra làm việc cái bộ là xin thêm hồ sông Lý, dung tích khoảng trên 70 triệu khối nữa, thì là dự án đầu tư có cỡ 2.000 tỷ, thì bộ nói phải đầu tư hết 4 năm, chứ tiền thì không có. Và cái hồ cá bét khoảng cỡ chừng 600-700 tỷ nữa mà hiện nay là chưa có tiền. Tỉnh Bình Thuận đang đề nghị chính phủ hỗ trợ xây dựng 3 hồ chứa nước, tạo nguồn và hệ thống kênh nối mạng phía Bắc và phía Nam tỉnh. Hiện việc chuyển nước từ Thủy điện Đại Linh, tỉnh Lâm Đồng về hai huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc đã được thực hiện, giải quyết cơ bản tình hình hạn hán tại đây. Chỗ nào dư nước điều chỗ khác như thế thì nó tổng hòa được. Và hiện nay toàn bộ những hồ chứa nước của chúng tôi thì đều được là lưu vực của cái Lâm Đồng cũng như ở tỉnh Tây Nguyên chảy ra đây để chứa hồ nước. Và sông của tôi là ngắn. Như thế chúng tôi phải biết chúng tôi là đang ở đâu, ở cái vùng nào. Những người dân ở một trong những vùng khô hạn nhất cả nước nhờ chúng tôi gửi đi mong muốn này, để mồ hôi người nông dân tiếp tục đổ trên cánh đồng. Cho chúng tôi nước đi, đầy đủ đi. Chúng tôi tự vận động lấy thân mình, bản thân mình thôi. Chứ hỗ trợ vài ba xe gạo về chia cả làng, rồi ăn dăm ba bữa hết. Cái tương lai đó nó không có. Có những cái làm được mà lại không làm. Thưa quý vị, một thông tin tích cực là từ chiều qua ngày 17 tháng 6, trên toàn tỉnh Bình Thuận đã tiếp tục có mưa lớn. Ngay cả tại những địa bàn trọng điểm của hạn hán như là Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo hay huyện Tuy Phong mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin thời sự những ngày qua cũng đã có mưa.
Ngày Ngoại giao châu Âu về khí hậu đầu tiên đã diễn ra ngày hôm qua 17 tháng 6 tại Hà Nội. Hoạt động này cũng được tổ chức tại 60 nước trên thế giới với mục đích là nâng cao nhận thức của toàn thể công dân về những thách thức mà biến đổi khí hậu toàn cầu mà chúng ta và các thế hệ tương lai sẽ phải đương đầu. Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Mở đầu ngày châu Âu về khí hậu, đại biện lâm thời phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng đại sứ của một số nước châu Âu đã đi một vòng bằng xe đạp tre để khẳng định quyết tâm của các quốc gia châu Âu trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị toàn cầu về khí hậu sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Paris, Cộng hòa Pháp. Ngày Ngoại giao châu Âu về khí hậu là dịp để Liên minh châu Âu và các nước thành viên khẳng định những nỗ lực của mình trong việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi đã quyết định tài trợ 350 triệu euro cho Việt Nam trong một dự án kéo dài trong 7 năm tới về phát triển năng lượng bền vững. Chương trình sẽ tập trung vào 3 hoạt động chính. Đầu tiên là phát triển năng lượng tái tạo. Chúng tôi sẽ hỗ trợ phát triển những năng lượng sạch như năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Hoạt động thứ hai là hỗ trợ tiêu thụ năng lượng hiệu quả, tiết kiệm. Và thứ ba là làm thế nào để tất cả người dân được tiếp cận với hệ thống điện, nhất là ở vùng sâu và vùng xa. Chính phủ Bỉ hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc đầu tư vào những cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Những dự án của chúng tôi tập trung tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận. Cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chúng tôi xây dựng một quỹ để khuyến khích thay đổi chính sách năng lượng ở các bộ và các địa phương. Trong tương lai, chúng tôi sẽ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để khuyến khích người dân, nhất là nông dân phát triển nền kinh tế xanh. Tại cuộc họp báo nhằm cung cấp các thông tin về những sáng kiến, chính sách của châu Âu nhằm chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam, với tư cách là nước chủ nhà của Hội nghị Toàn cầu về khí hậu COP21, Cộng hòa Pháp cho biết đang tích cực hỗ trợ Việt Nam để chuẩn bị cho hội nghị này. Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu luôn là một trong những ưu tiên của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Trong 5 năm trở lại đây, chúng tôi đã hỗ trợ Việt Nam khoảng trên 500 triệu euro cho những dự án liên quan đến chống biến đổi khí hậu. Có thể đưa ra hai ví dụ là mỗi năm chúng tôi hỗ trợ khoảng hơn 20 triệu euro giúp chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu trong tất cả các lĩnh vực. Dự án tuyến tàu điện Hà Nội số 3 nhằm khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Sau họp báo, một buổi chiếu phim, hội thảo về môi trường cùng một chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp ESPAS nhân Ngày Ngoại giao châu Âu về khí hậu. Và theo thông tin từ Đại sứ quán Pháp, thì ngày hôm nay 18 tháng 6, Đại sứ phụ trách vấn đề khí hậu của Pháp sẽ có chuyến thăm Việt Nam để gặp gỡ đại diện của chính phủ và các doanh nghiệp để thảo luận về sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP21. Và tiếp theo sẽ là các thông tin về thả các cá thể tê tê Java và vọc Hà Tĩnh về tự nhiên. Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật Hoang dã cùng với Vườn Quốc gia Cúc Phương và Vườn Quốc gia Cát Tiên đã tổ chức tái thả 35 cá thể tê tê Java về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Số tê tê này nằm trong 43 cá thể tê tê bị buôn bán trái phép đã được Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình thu giữ từ những kẻ buôn bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Đây là lần thả TT có số lượng lớn nhất. Những cá thể TT này có gắn thiết bị theo dõi để nghiên cứu sinh thái cũng như đánh giá quá trình tái hòa nhập vào môi trường tự nhiên, nhằm theo dõi sự di chuyển của TT và phát hiện được khi bị mắc bẫy hoặc bị săn bắt. Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương Ninh Bình, phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ Hà Tĩnh cũng vừa tái hòa nhập 5 cá thể vọc tại Vườn Quốc gia kẻ gỗ Hà Tĩnh. Sau khi được tái thả về tự nhiên, các cá thể vọc sẽ được theo dõi thông qua chip điện tử gắn trên cơ thể, đồng thời thu thập dữ liệu việc tìm kiếm thức ăn và tập tính sinh hoạt của loài. Vọc Hà Tĩnh là loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam, được xếp vào loài bị đe dọa nghiêm trọng trong sách đỏ thế giới. Theo thống kê, hiện nay tại Việt Nam chỉ còn khoảng 1.000 cá thể, phân bố ở một số địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Trong phần tiếp theo của chương trình, khai mạc lễ hội trái cây Bến Tre hội nhập và phát triển với nhiều hoạt động thú vị giúp quảng bá và liên kết tiêu thụ trái cây của địa phương. Câu chuyện của một làng cá ở Phú Yên, nơi có những tộc họ khuyến học đang có sức lan tỏa trong cộng đồng ngư dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, lễ hội cây trái ngon an toàn lần thứ 15 vừa khai mạc tại tỉnh Bến Tre với chủ đề Trái cây Bến Tre hội nhập và phát triển.
Lễ hội diễn ra trong 5 ngày từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 với nhiều hoạt động thú vị như hội thi trái cây ngon, hội thi gà đẹp và trưng bày sinh vật lạ, triển lãm sinh vật cảnh, phiên chợ trái cây, ẩm thực và cây giống. Đặc biệt năm nay ban tổ chức tạo hình bức tranh Long Lân Quy Phụng với hơn 2.000 trái cây thu hút rất đông khách tham quan chiêm ngưỡng. Tại lễ hội trái cây lần này cũng sẽ có những hội thảo về liên kết tiêu thụ trái cây, hội thảo nâng cao chất lượng trái cây đặc sản Bến Tre. Năm ngày diễn ra lễ hội, khách tham quan sẽ được trải nghiệm du lịch sinh thái Bến Tre với những vườn cây trái đặc sản, những cơ sở sản xuất kẹo dừa nổi tiếng. Có một dự án nghệ thuật đặc biệt khi chính người nông dân sẽ tự làm phim về cuộc sống của mình và chia sẻ kinh nghiệm làm nông dân với bạn bè thế giới. Dự án với mục đích là tăng cường sự tương tác để xã hội hiểu thêm về nông dân và nghề nông. Đối tượng tham gia là những gia đình nông dân điển hình trên khắp thế giới. Người dân sẽ tự làm một bộ phim ngắn có độ dài khoảng 3 phút với nội dung xoay quanh cuộc sống của mình. Các tác phẩm gửi về sẽ được chọn để tham dự cuộc thi làm phim quốc tế nông trại và gia đình diễn ra vào tháng 8 tại Australia. Việt Nam cũng sẽ có 4 hộ nông dân ở huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An tham gia trong dự án làm phim này. Thưa quý vị, dù còn phải nhọc nhằn mưu sinh trên biển, nhưng con cháu thì vẫn phải học hành đến nơi đến chốn. Đây là suy nghĩ mới của những người dân làng biển, nơi mà lâu nay chuyện trẻ em bỏ học giữa chừng để đi biển khá phổ biến. Vậy nhờ đâu mà lại có những thay đổi như vậy trong cách suy nghĩ và cách sống của người ngư dân? Câu trả lời có từ một làng cá ở Phú Yên, nơi có những tộc họ khuyến học đang có sức lan tỏa trong cộng đồng ngư dân. Lạch Phú Câu thuộc phường 6 thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là làng biển lâu đời. Cũng như hầu hết các vùng biển ở miền Trung, trước đây trẻ em trong làng cao lắm chỉ học hết trung học cơ sở. Và chuyện bỏ học giữa chừng để đi biển là không tránh khỏi khi làng cần người đi biển. Hơn nữa, không ít người trong làng cho rằng có học nhiều chữ thì không kiếm được tiền như là đi biển. Nhưng đó là chuyện của những năm trước. Còn bây giờ, con cháu trong nhà cần phải học đến nơi đến chốn, đang là suy nghĩ của nhiều gia đình ngư dân, nhất là đối với những gia đình trong tộc họ Trần này. Cũng vì thế mà tộc họ lập ra quỹ khuyến học. Vào dịp hè, con cháu trong tộc họ được gặp gỡ, trao đổi việc học, được khen thưởng, động viên. Cũng từ đó, phụ huynh có những suy nghĩ khác về chuyện học hành của con em. Anh em, con cháu có cái sự đồng lòng với nhau để mà đóng góp kỹ ít người nhiều để làm một cái quỹ khuyến học. Người làng biển không giàu có, nhưng người trong tộc họ mỗi người một ít gom góp, vậy là có được quỹ khuyến học. Phần thưởng cho học sinh giỏi chỉ là những tập vở, nhưng với cả người lớn và trẻ em trong các gia đình, nhận được phần thưởng là nhận được niềm hãnh diện, để rồi các gia đình chăm chút nhiều hơn việc học cho con em. Nó góp phần động viên tụi con về không những về vật chất mà còn về tinh thần. Nó làm lực giúp tụi con cố gắng học hành hơn. Cả nhà anh Tùng sống dựa vào nghề biển. Bây giờ, ngay cả lúc biển đói thì hai đứa con trong nhà vẫn đến trường. Những cố gắng của anh được bù đắp từ kết quả học tập giỏi của hai con trai. Xưa ông bà mình đi bằng chiếc thuyền nan. Tới lớp đời của mình là đi bằng thuyền. Mai mốt có thể đời sau phát triển con mình có thể đi bằng những chiếc tàu nó hiện đại hơn. Cái việc bám biển mà sống hồi giờ ông bà. Cái việc học là chỉ học để nâng cao kiến thức lên. Học để thoát khỏi cuộc sống nhọc nhằn làng biển, nhưng không có nghĩa là rời bỏ nghề biển. Người trong làng biển bảo rằng thêm chữ, biết nhiều, hiểu rộng, may ra mới làm được nghề cá xa bờ, mới đi được tàu to, tàu lớn. Nhất là khi ở những làng biển miền Trung như phường 6 thành phố Tuy Hòa, đa phần các tàu cá đều là tàu khai thác xa bờ. Chất lượng lao động khai thác hải sản còn thấp đang là thực tế đáng lo ngại hiện nay ở vùng biển. Chỉ có 20% lao động học hết bậc trung học cơ sở, còn lại là trình độ tiểu học. Theo dự báo đến năm 2020, dân số vùng ven biển của cả nước sẽ là khoảng 30 triệu người, thì trong đó có 19 triệu lao động. Nâng cao trình độ cho lao động nghề cá tiếp tục là yêu cầu đặt ra. Và để làm được điều đó thì phải xây dựng được xã hội học tập và cộng đồng làng biển khuyến học. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vừa đón tàu du lịch viễn dương cao cấp Quantum of the Seas với hơn 6.000 khách du lịch và thủy thủ đoàn ghé thăm. Đây là một trong những tàu du lịch cao cấp nhất của thế giới đã chọn Việt Nam làm điểm đến. Lễ đón tàu du lịch viễn dương cao cấp Quantum of the Seas đánh dấu mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa tập đoàn du lịch tàu biển hàng đầu thế giới Royal Caribbean International và công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist, nhà cung cấp dịch vụ du lịch tàu biển chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam,
Tập đoàn này cũng đã gặp gỡ với đại diện của các tỉnh có cảng biển lớn như Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Kiên Giang. Sự kiện đón tàu Quantum of the Seas cho thấy Việt Nam có đủ khả năng tiếp đón các tàu du lịch biển cao cấp loại lớn. Ngay sau buổi lễ đón tiếp, hơn 2.000 khách đã tham gia các chương trình du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới 2015 tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với một số cơ quan đồng tổ chức. Đây cũng là cuộc thi tin học văn phòng có quy mô lớn nhất toàn cầu với sự tham gia của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Cuộc thi thu hút hơn 1.500 thí sinh tới từ 260 đội tuyển được lựa chọn từ hàng trăm ngàn thí sinh trên cả nước. Qua các vòng thi cấp cơ sở và quốc gia, cuộc thi đã lựa chọn được 3 thí sinh giành ngôi vị quán quân trong 3 nội dung là Microsoft Word, Excel và PowerPoint. Đây là 3 gương mặt xuất sắc sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới tổ chức tại Dallas, Texas của Mỹ từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2015. Đó là những thí sinh Trần Minh Tiến, sinh viên của Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh Phạm Trường Giang, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội và Nguyễn Thị Hiền Gia, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chiều ngày 17 tháng 6, Viện Goethe Hà Nội phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Bangkok đã khai mạc dự án lưu động khái niệm ngữ cảnh tranh luận nghệ thuật lập thể ở Đông Nam Á. Phiên bản Hà Nội, triển lãm đã giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại đặc sắc trong khu vực Đông Nam Á. Tác phẩm Bảng đen của nghệ sĩ Suti đến từ Thái Lan. Tác phẩm Quá khứ chuyển động của họa sĩ Bùi Công Khánh. Đây là hai trong số nhiều tác phẩm được trưng bày tại triển lãm khái niệm ngữ cảnh tranh luận, nghệ thuật và tính tập thể ở Đông Nam Á. Triển lãm có sự tham gia của 14 nghệ sĩ đương đại đến từ 5 quốc gia: Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Ngày nay, toàn cầu hóa đã trở thành một xu hướng rõ rệt và chúng ta không chỉ hướng tới sự hợp tác giữa hai quốc gia. Chúng tôi muốn gắn kết các nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ đến từ những quốc gia khác. Và chúng tôi cũng rất vui mừng khi mang được các tác phẩm có tính đa quốc gia này tới những người yêu nghệ thuật tại Hà Nội. Các tác phẩm được trưng bày bao gồm các thể loại trình diễn, sắp đặt tương tác, hội họa, nhiếp ảnh và sắp đặt âm thanh sẽ giúp công chúng hiểu về sự vận động của nghệ thuật trong khu vực trong 4 thập kỷ vừa qua, đồng thời tạo ra một cuộc hội thoại trong ngôn ngữ nghệ thuật ở khu vực Đông Nam Á. Bối cảnh là muốn nói tới cái xã hội lớn mà tất cả chúng ta đang cùng chung sống. Khái niệm là để chỉ sự sáng tạo của cá nhân các nghệ sĩ. Và đôi khi chúng ta cần phải có những cuộc tranh luận bởi đó là cách duy nhất chúng ta trao đổi, giao lưu để có thể thấu hiểu nhau hơn. Lần đầu tiên được giới thiệu tại Bangkok vào cuối năm 2013, triển lãm khái niệm bối cảnh tranh luận đã được các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và mở rộng thêm một số tác phẩm dành riêng cho Hà Nội với những chủ đề tập trung vào thành phố này. Mình nói về cái vấn đề phát triển đô thị thì những cái cũ nó dần dần nó mất đi. Thì mình muốn vẽ là Hà Nội những cái di tích, những cái quá khứ của Hà Nội ở trên cái phong này, thì mời cái người xem cùng tưởng tượng về một cái hiện tại và cái tương lai khác từ cái quá khứ. Cũng trong khuôn khổ triển lãm, các buổi hướng dẫn tham quan và trò chuyện cùng các nghệ sĩ cũng sẽ được tổ chức. Triển lãm kéo dài từ ngày 17 đến 30 tháng 6 tại Viện Goethe Hà Nội. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Để xem lại các chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website vtv4.vn cũng như là trang YouTube chính thức của Ban Chuyển hướng ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.